Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới, bộ sách Cánh Diều, tập 1. Bài 14, Yến, Tạ, Tấn, trang 35-36. Cô giáo mời các con quan sát tranh vẽ trong sách giáo khoa. Quan sát tranh vẽ chúng ta thấy ở đây có các bao đựng các đồ vật. Và các đồ vật đó có đơn vị là kg. Mà kg là đơn vị chúng ta đã học ở các lớp dưới. Đây, bao này có khối lượng là 10 kg. 10 kg. 10 kg hay gọi là một yến. Bao này nữa đựng 100 kg. 100 kg hay gọi là một tạ. Và đây có các bao bằng nhau, có khối lượng bằng nhau. Mỗi một bao có khối lượng là 100 kg. Chúng ta đếm xem có bao nhiêu bao nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một bao có khối lượng là 100 kg. 10 bao có khối lượng là 1.000 kg. Hay 1.000 kg gọi là 1 tấn. Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kg, người ta còn dùng các đơn vị yến, tạ, tấn. Một yến bằng 10 kg, một tạ bằng 100 kg, một tấn bằng 1.000 kg, một tạ bằng 10 yến, một tấn bằng 10 tạ. Như vậy, để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kg thì người ta dùng các đơn vị đó là yến, tạ, tấn. Một yến thì bằng 10 kg và một tạ thì bằng 100 kg, hay là 100 kg thì bằng một tạ, 10 kg bằng một yến, một tấn bằng 1.000 kg, hoặc nói ngược lại là 1.000 kg bằng một tấn. Cứ 10 yến thì bằng một tạ. Đấy. Cứ 10 đơn vị hợp thành một đơn vị đứng đằng sau nó, thấy không? 10 yến bằng 1 tạ, 10 tạ bằng 1 tấn. Như vậy chúng ta đã nắm được thế nào là yến, tạ, tấn. Yến, tạ, tấn là đơn vị đo khối lượng. Đấy. Bây giờ chúng mình làm bài tập để chúng ta thực hành về các đơn vị đo yến, tạ, tấn. Bài tập 1, chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi con vật sau. Ở đây chúng ta có 4 con vật, đó là con mèo, con chó, con voi và con hươu cao cổ. Và 4 đơn vị đo khối lượng, đó là 2 kg, 1 yến, 9 tạ, 5 tấn. Chúng ta sẽ chọn các thẻ số này, các thẻ số mà ghi khối lượng này để chúng ta nối với hoặc là chúng ta điền vào ô trống ghi cân nặng của từng con vật này. Trước hết, con mèo cân nặng bao nhiêu? Con mèo là con vật nhỏ nhất trong 4 con này, phải không? Và trong 4 cái đơn vị đo này thì có 2 kg là nhỏ nhất, chúng ta nối. Chúng ta ghi con mèo cân nặng 2 kg. Con chó cân nặng bao nhiêu? Con chó là vật nhẹ tiếp thứ hai, phải không? Nặng hơn con mèo. Là con nào đây? Là đơn vị nào nhỉ? Còn lại một yến này, 9 tạ và 5 tấn. Một yến chính là 10 kg, đúng không? Như vậy con chó nặng khoảng 10 kg, hay gọi là một yến. Con chó cân nặng một yến. Tiếp tục, con voi. Con voi là 9 tạ hay là 5 tấn? Con voi đó rất là nặng, phải không? Nó có trọng lượng khoảng hàng tấn, tức là nó khoảng 10 tạ, phải không? Con voi ở đây 1 tấn bằng 10 tạ, ở đây con voi 5 tấn thì bằng bao nhiêu tạ? Đấy. 5 tấn nhân với 10 bằng 50 tạ, phải không? Tức là 5 tấn. Con voi cân nặng 5 tấn.
Và con hươu cao cổ cân nặng bao nhiêu? 9 tạ. Bài 2. A. Số. Các con sẽ đổi đơn vị đo khối lượng được số đo thích hợp điền vào ô có dấu hỏi chấm. Một yến bằng chấm chấm kg. Một yến bằng 10 kg. Hai tạ bằng chấm chấm kg. Một tạ bằng 100 kg. Hai tạ thì sẽ bằng bao nhiêu? Ta lấy 100 x 2 bằng 200 kg. Như vậy 2 tạ bằng 200 kg. 8 yến bằng chấm chấm bằng ô trống kg, phải không? 1 yến thì bằng 10 kg. 8 yến. Ta lấy 10 x 8 bằng 80 kg. 8 yến bằng 80 kg. 5 tấn bằng chấm chấm kg. 5 tấn bằng bao nhiêu kg? Thì chúng ta đã biết là 1 tấn thì bằng 1.000 kg. Vậy thì 5 tấn bằng bao nhiêu? Ta lấy 1.000 nhân với 5, phải không? Đấy, 5 tấn bằng 1.000 nhân 5 bằng 5.000 kg. Bằng 5.000 kg. Tiếp tục. 1 tấn bằng bao nhiêu tạ? À, 1 tấn bằng 10 tạ. 1 tấn bằng bao nhiêu yến? 1 tấn bằng bao nhiêu yến thì muốn biết 1 tấn bằng bao nhiêu yến thì chúng ta trước tiên chúng ta đổi 1 tấn. 1 tấn thì bằng 10 tạ. Xong lại 1 tạ thì bằng 10 yến. Vậy 1 tấn bằng bao nhiêu yến? 1 tấn bằng, chúng ta lấy 10 x 10, 10 x 10 bằng 100 yến. 1 tấn bằng 100 yến. Hai mươi yến bằng bao nhiêu tạ? Một tạ bằng 10 yến. Hai tạ bằng 20 yến. Đấy, như vậy 20 yến thì bằng bao nhiêu tạ? 20 yến thì bằng 2 tạ. 20 yến bằng 2 tạ. 30 tạ thì bằng bao nhiêu tấn? 30 tạ bằng bao nhiêu tấn? 1 tấn bằng 10 tạ. Như vậy 3 tấn. 3 tấn thì bằng bao nhiêu? À, 1 tấn thì bằng 10 tạ. Bây giờ 3 tấn thì bằng 30 tạ. 30 tạ. Vậy 30 tạ thì bằng bao nhiêu tấn? À, 30 tạ bằng 3 tấn. Tiếp tục. 40 kg thì bằng bao nhiêu yến? 40 kg bằng bao nhiêu yến? 10 kg thì bằng 1 yến. Đấy. Hoặc là 1 yến bằng 10 kg. Vậy thì 40 kg thì bằng bao nhiêu yến? À, bằng 4 yến.
Như vậy 40 kg bằng 4 yến. 600 kg bằng bao nhiêu tạ? 100 kg thì bằng 1 tạ. Ở đây 600 kg thì bằng 6 tạ. Như vậy chúng ta có kết quả là 6 tạ, 600 kg bằng 6 tạ. 7.000 kg bằng bao nhiêu tấn? 7.000 kg thì bằng bao nhiêu tấn? 1.000 kg bằng 1 tấn. Vậy 7.000 kg thì bằng 7 tấn. Ta điền số 7 vào ô trống. 100 tạ thì bằng bao nhiêu tấn? 100 tạ bằng bao nhiêu tấn? 1 tấn thì bằng 10 tạ này. 1 tấn bằng 10 tạ. Vậy thì 10 tấn, đúng không? 10 tấn. 10 tấn là gấp 10 lên rồi. Thì chỗ tạ này cũng phải gấp 10. Ta lấy 10 x 10 bằng 100 tạ. 100 tạ. 100 tạ thì bằng bao nhiêu tấn? Đấy, 100 tạ thì bằng 10 tấn. 100 tạ bằng 10 tấn. Như vậy ta điền 10 vào ô trống. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong câu A. Bây giờ tiếp tục chúng mình chuyển câu B. Chúng mình chuyển câu B. 1.358 tấn cộng 416 tấn, 7.850 yến trừ 1.940 yến, 416 tạ nhân 4, 8.472 tấn chia cho 6. Thì đối với cái phép tính này thì chúng ta làm bình thường thôi, đúng không các con? Đấy, chúng ta thực hiện phép tính cộng trừ nhân chia bình thường. Nhưng các con lưu ý là khi chúng ta đặt tính thì chúng ta còn phải có đơn vị đo khối lượng ở đây. 1358 cộng 416. 1358 cộng 416. Các con lưu ý khi đặt tính cộng với số có 4 chữ số với 3 và số có 3 chữ số thì các hàng phải thẳng cột với nhau. 8 cộng 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 5 cộng 1 thành 6. Thêm 1 thành 7, viết 7. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. 1 hạ 1. 1.358 cộng với 416 bằng 1.774 tấn. Đấy, khi chúng ta viết có kết quả, chúng ta cũng viết đơn vị vào bên phải cái số đó. 7.850 yến trừ 1.940, 7.850 trừ 1.940, 7.850, 1.940 trừ 1.940, 0 trừ 0 bằng 0, viết 0, 5 trừ 4 bằng 1, viết 1, 8 không trừ được 9, lấy 18, trừ 9 bằng 9, viết 9, nhớ 1. Nhớ 1 và 1 thành 2, 7 trừ 2 bằng 5. 7.850 trừ 1.940 bằng 5.910. 5.910 yến. 416 tạ nhân 4. 416 nhân 4. 4 x 4, 4 x 6 bằng 24, viết 4, nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6, viết 6. 4 x 4 bằng 10, 6. Kết quả bằng 1.664. Dạ. Và phép tính cuối cùng, 8.472 tấn chia 6, 8.472 chia 6. Ta thực hiện chia từ trái sang phải.
8 chia 6 được 1 viết 1. 1 x 6 bằng 6, 8 trừ 6 còn dư 2. Hạ 4 được 24, 24 chia 6 được 4. 4 x 6 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Hạ 7, 7 chia 6 được 1, viết 1. 1 x 6 bằng 6, 7 trừ 6 còn 1. Hạ 2 được 12, 12 chia 6 được 2. 2 x 6 bằng 12, 12 trừ 2 bằng 12 trừ 12 bằng 0. Kết quả bằng 1412. 1412 tấn. Bài 2 vừa rồi chúng mình đã thực hiện đổi các đơn vị đo khối lượng và thực hiện cộng trừ nhân chia các số với đơn vị đo là khối lượng. Bài 3 A số. Ở bài 3 câu A là một bảng gồm các cột tấn, tạ, yến, kg. Nhiệm vụ của các con, chúng ta sẽ đổi các đơn vị đo và điền vào ô có dấu hỏi chấm. Trước tiên, cột tấn. Một tấn bằng bao nhiêu tạ? À, một tấn bằng 10 tạ. Cô giáo điền luôn vào sách giáo khoa. Một tấn bằng bao nhiêu kg? Một tấn bằng 1.000 kg. Một tạ bằng bao nhiêu yến? À, một tạ bằng 10 yến. Một tạ bằng 100 kg. Một yến bằng 10 kg. Câu B. Một yến 8 kg bằng hỏi chấm kg. 4 tạ 2 kg bằng bao nhiêu kg? 1 tấn 25 kg bằng bao nhiêu kg? 7 tấn 450 kg bằng bao nhiêu kg? Cách làm, người ta có hướng dẫn cách làm như sau. Ví dụ, 3 yến 6 kg bằng 30 kg cộng 6 kg bằng 36 kg. Ở đây, hai đơn vị đo khối lượng là yến và kg. Đổi thành một đơn vị đo khối lượng là kg. 6 kg ta giữ nguyên, ta chỉ cần đổi 3 yến bằng 30 kg. Rồi lấy 30 kg cộng 6 kg bằng 36 kg. Hay 3 tạ 6 kg bằng bao nhiêu kg? Ta sẽ đổi 3 tạ bằng 300 kg cộng với 6 kg bằng 306 kg. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đổi 4 đơn vị đo khối lượng này. Trước tiên, 1 yến 8 kg bằng hỏi chấm kg. 1 yến 8 kg bằng bao nhiêu kg? 8 kg chúng ta giữ nguyên, ta đổi 1 yến bằng 10 kg. 1 yến thì bằng 10 kg cộng 8 kg bằng 18 kg. Đấy, như vậy, 1 yến 8 kg bằng 18 kg. Bốn tạ 2 kg bằng bao nhiêu kg? 4 tạ 2 kg. Bằng bao nhiêu kg? Ta đổi 4 tạ, phải không? 4 tạ bằng bao nhiêu kg? 1 tạ bằng 100 kg. Vậy thì 4 tạ thì bằng 400 kg cộng 2 kg bằng 402 kg. 4 tạ 2 kg bằng 402 kg. Một tấn 25 kg bằng bao nhiêu kg? Một tấn 25 kg bằng bao nhiêu kg? Chúng ta đổi một tấn. Một tấn bằng 1.000 kg.
Đấy, 1 tấn bằng 1.000 kg. Cộng 25 kg bằng 1.025 kg. Tiếp tục đổi 7 tấn 450 kg. 7 tấn 450 kg bằng bao nhiêu? 1 tấn bằng 1.000 kg. Vậy thì 7 tấn thì bằng 7.000 kg cộng 450 kg bằng 7.450 kg. Bảy tấn 450 kg bằng 7.450 kg. Bài 4. Người ta dùng hai loại xe ô tô có trọng tải 3 tấn và 2 tấn để vận chuyển hết 13 tấn khoai. Em hãy liệt kê những cách vận chuyển có thể và lựa chọn cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất. Biết rằng mỗi chuyến vận chuyển xe phải chở đủ hàng theo trọng tải quy định. Có 13 tấn khoai người ta cần vận chuyển. Trong đó người ta dùng hai loại xe ô tô. Đó là xe ô tô có trọng tải 3 tấn. Đấy. Đây, xe này là xe to hơn, phải không? Xe ô tô có trọng tải 3 tấn. Và xe ô tô có trọng tải 2 tấn để vận chuyển hết 13 tấn khoai. Bây giờ em hãy liệt kê những cách vận chuyển có thể. Đấy. Và lựa chọn xem cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất. Tức là chúng ta phải hai cái xe này, mỗi một chuyến xe, đấy, nó phải chở bao nhiêu chuyến, phải không? Mỗi một xe, mỗi một cái trọng tải này chở bao nhiêu chuyến để hết cái số 13 tấn khoai. Đấy, nhưng với điều kiện là phải gì? Có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất nhé. Đấy. Chứ nhiều nhất chở hết, mặc dù chở hết nhưng mà nhiều nhất thì vẫn chưa phải là kết quả tối ưu. Và lưu ý là mỗi chuyến vận chuyển, cái xe chở này này phải chở đủ theo trọng tải quy định. Tức là xe chở 3 tấn thì phải chở đúng 3 tấn. Xe chở 2 tấn thì phải chở đúng 2 tấn. Nhiều hơn cũng không được và ít hơn cũng không được. Cô giáo lập thành một bảng như sau. Đấy, chúng ta thử chọn, chúng ta dùng phương pháp thử chọn, phải không? Ở đây có 13 tấn này. Đấy, có 13 tấn phải vận chuyển ở hai loại xe này. Xe 3 tấn và xe 2 tấn. Đấy, cột thứ nhất là 3 tấn, cột thứ hai là 2 tấn và cột thứ ba là tổng. Tổng là xem là bao nhiêu chuyến. Bây giờ cô giáo thử chọn. Trước tiên, xe 3 tấn chở 1 chuyến. Xe 3 tấn chở 1 chuyến. Ở đây có 13 tấn đúng không? Đấy. Có 13 tấn mà đã chở 1 chuyến là 3 tấn, ta trừ đi còn 10 tấn. Như vậy còn 10 tấn. 10 tấn này thì xe 2 tấn phải chở mấy chuyến? Mỗi một xe chở được 2 tấn, vậy thì 10 tấn chúng ta chia cho 2 đúng không? Đấy, thì được mấy chuyến? Được 5 chuyến. Đấy, được 5 chuyến. Như vậy là xe 3 tấn chở 1 chuyến thì xe 2 tấn chở 5 chuyến. Tổng cộng ở đây là mấy? 1 chuyến cộng 5 chuyến bằng 6 chuyến. Đấy, ta thử chọn cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu xe 3 tấn chở 2 chuyến. Có 13 tấn. 13 mà trừ đi
cái xe 3 tấn thì chở 2 chuyến, một chuyến thì là 6, 3 tấn, 2 chuyến là 6 tấn, phải không? Thì chúng ta trừ đi. Trừ đi 6, 13 trừ 6 còn 5. 5 tấn. 5 tấn này để cái xe 2 tấn chở. 5 tấn mà chia cho 2. Đấy, vì một chuyến là chở được 2 tấn thì nó cái số 5 không chia hết cho 2, đúng không? Đấy, số 5 không chia hết cho 2. Như vậy là không đủ chuyến, chúng ta sẽ loại phương án này. Đấy, chúng ta loại. Tiếp tục thử chọn thứ 3, nếu xe 3 tấn mà chở 3 chuyến đi. Mỗi chuyến chở được 3 tấn mà ở đây chở 3 chuyến, phải không? Thì 3 nhân 3 là 9. Như vậy có 13 tấn mà trừ đi 9 tấn thì còn mấy? 13 trừ 9 còn 4 tấn. 4 tấn này thì xe 2 tấn sẽ chở mấy chuyến? Chúng ta lấy 4 chia cho 2. 4 chia 2 được 2, chia hết cho 2, phải không? Như vậy là được 2 chuyến. Như vậy còn lại 4 tấn thì xe 2 tấn chở 2 chuyến. 2 chuyến. Như vậy tổng cộng là mấy? 3 cộng 2 bằng 5 chuyến. Và cô giáo thử chọn phương pháp nữa. Nếu xe 3 tấn mà chở 4 chuyến. Nếu xe 3 tấn mà chở 4 chuyến thì ta lấy 3 nhân 4 bằng 12, phải không? Như vậy là 13 tấn mà trừ đi 12 tấn của xe 3 tấn chở rồi thì còn 1 gì? 1 tấn. 1 tấn này với loại xe 2 tấn này nó chở như nào? Là ít quá, đúng không? Đấy. Như vậy là 1 tấn mà chia cho còn 1 tấn mà chia cho cái xe 2 tấn thì không đủ trọng lượng. Đấy, nó thiếu ít, như vậy là chúng ta cũng loại. Chúng ta loại phương án này. Như vậy trong 4 phương án, trong 4 cách thử chọn này. 4 thì chúng ta chọn chọn cách nào? À, chọn cách 1, đúng không? 1 và cách gì? Cách 3. Đấy. 6 chuyến và 5 chuyến. Vì bài yêu cầu là chúng ta lựa chọn cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất cơ. Đấy không? 6 chuyến với 5 chuyến thì 5 chuyến sẽ ít nhất, đúng không? Đấy, 5 chuyến sẽ ít nhất. Và cô giáo có cách điền vào đây, chúng ta điền vào cái bảng này, đúng không? Điền vào cái bảng này mà trong sách giáo khoa đã có cái lập thành lập cái bảng rồi, phải không? Số chuyến xe ô tô có trọng tải 3 tấn thì chúng ta là mấy nào? À, là 1, phải không? Đấy, 1 chuyến, cách 1 chuyến và 2 chuyến và 5 chuyến. 1 chuyến này. Trọng tải 2 tấn là 5 chuyến. Đấy. Và cách nữa là 3 chuyến và 2 chuyến, phải không? Ô tô trọng tải 3 tấn chở 3 chuyến. Và mấy số xe trọng tải 2 tấn là chở 2 chuyến, phải không? Đấy, 32 là 5. Tổng là mấy? 1 với 5 là 6, 32 là 5. Trong hai cách này, một cách là 6 chuyến, một cách là 5 chuyến thì chúng ta chọn cách nào? À, chúng ta chọn cách thứ 2 này, phải không? Đấy, 3 cộng 2 bằng 5. Đấy, chúng ta chọn cách thứ 2 là xe trọng tải 3 tấn chở 3 chuyến. Xe trọng tải 2 tấn chở 2 chuyến. Tổng cộng là 5 chuyến, phải không? Là 5 chuyến. Như vậy cô giáo có câu trả lời cụ thể như sau. Cách vận chuyển có tổng số chuyến xe phải sử dụng là ít nhất là xe ô tô có trọng tải 3 tấn 3 chuyến, xe ô tô có trọng tải 2 tấn 2 chuyến. Bài 5.
Một chiếc ô tô khi chưa chở hàng có khối lượng của xe là 5 tấn, hiện nay trên xe đang chở 4 tấn 2 tạ hàng. Theo em, ô tô đó có được phép đi qua chiếc cầu bên không? Tại sao? Quan sát hình vẽ chúng ta thấy đây là một cây cầu. Đấy. Trên cây cầu có một biển báo 10T. 10T tức là 10 tấn. Có nghĩa là trên cây cầu này được phép thì xe ô tô có trọng tải bằng 10 tấn là cao nhất, phải không? Thấp hơn hoặc là 10 tấn, còn hơn 10 tấn là không đi qua được cây cầu này. Và đây là chiếc xe ô tô tải. Khối lượng của xe ô tô là gì? Riêng cái ô tô mà chưa chở hàng ấy là nó đã nặng 5 tấn rồi. Và trên xe, trên thùng xe chở 4 tấn 2 tạ hàng. Vậy thì theo em ô tô đó có được phép đi qua chiếc cầu này hay không? Muốn biết ô tô đó có qua được chiếc cầu hay không thì chúng ta phải đổi tất cả, chúng ta cộng cái khối lượng của xe ô tô và cộng khối lượng hàng này lại xem nó có bằng cái trọng tải mà trên biển báo ghi hay không. Trước tiên chúng ta đổi thì nào, đổi 5 tấn, chúng ta đổi ra kg nhé, bởi vì là cái khối lượng mà xe chở là 4 tấn 2 tạ. Như vậy thì chúng ta phải đổi thành cùng một đơn vị, đó là gì? Là tạ, phải không? Ta đổi 5 tấn bằng bao nhiêu tạ? 4 tấn 2 tạ bằng bao nhiêu tạ, phải không? Ta đổi 5 tấn này. 5 tấn bằng bao nhiêu tạ? 1 tấn bằng 10 tạ. 5 tấn bằng 10 nhân 5 bằng 50 tạ. 5 tấn bằng 50 tạ. Và đổi 4 tấn 2 tạ. 4 tấn 2 tạ bằng bao nhiêu tạ? 4 tấn 2 tạ thì bằng 1 tấn thì bằng 10 tạ. Bây giờ 4 tấn thì bằng 40 tạ. Đấy, 40 tạ cộng với 2 tạ bằng 42 tạ. Đấy. 4 tấn 2 tạ bằng 42 tạ. Và chúng ta cũng không quên đổi 10 tấn, tức là cái biển báo ấy là 10 tấn, phải không? Bây giờ 10 tấn chúng ta đổi bằng bao nhiêu tạ? Một tấn thì bằng 10 tạ, bây giờ 10 tấn thì chúng ta lấy 10 nhân 10 bằng 100 tạ. Đấy, chúng ta đã đổi hết tất cả đơn vị ra cùng một đơn vị là tạ. Sau đó chúng ta cộng cái khối lượng của chiếc xe và khối lượng hàng lại xem bằng bao nhiêu tạ để xác định được chiếc xe đó có qua được cái cầu hay không. Đấy. Ta tính tổng khối lượng là cái xe đã là 50 tạ rồi. Đấy, 50 tạ cộng với 42 tạ bằng bao nhiêu? Bằng 92 tạ. Đấy, 92 tạ. Mà khi đó trong đó là cái xe, cái cầu đó chở gì? Chịu được trọng tải là 10 tạ, mà đây có 92 tạ, phải không? 100 tạ. Cái xe chịu được trọng tải là 100 tạ, và ở đây cái số hàng và cả xe ô tô đi qua là 92 tạ. Như vậy là xe có đi qua được cầu không? Có, xe có đi qua được cầu. Và đây là toàn bộ trình bày lời giải và vở. Đổi 5 tấn bằng 50 tạ, 4 tấn 2 tạ bằng 42 tạ, 10 tấn bằng 100 tạ. Tổng khối lượng của xe và hàng là 50 cộng 42 bằng 92 tạ. Biển báo cho biết xe qua cầu không được vượt quá trọng tải 10 tấn. Vì 92 tạ bé hơn 100 tạ nên theo em ô tô được phép đi qua chiếc cầu bên. Vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các con làm quen với đơn vị đo khối lượng là yến, tạ, tấn. Và các con đã vận dụng các đơn vị đo khối lượng này để làm bài tập. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.